Hiện tại thì chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến cái trận chung kết của Hà Nội Gem. Thì nhóm đang rất là cố gắng nỗ lực để hoàn thành nốt những cái sự chuẩn bị cuối cùng cho đêm diễn đó. Thì để chuẩn bị cho đêm diễn đó thì tất cả các thành viên đang cố gắng, dù bận công việc thì cũng cố gắng sắp xếp tất cả các thời gian để có những cái buổi tập trung của cả nhóm để chuẩn bị cho cái trận đấu trước Big Brother. Còn về cái đối thủ của nhóm là Big Brother thì nếu như các bạn đã xem trận tứ kết thì các bạn có thể thấy họ là một đối thủ rất là mạnh và nhiều nhóm đã đánh giá họ là nhà vô địch. Thì mình thấy là khả năng của họ thì rất là mạnh, nhưng mà bọn mình thì cũng rất tự tin vào khả năng của bọn mình. Và dù là bốn đội thì cả ba đội còn lại thì bọn mình nghĩ là cả bốn đội đòn vào chung kết này thì đều có những cái khả năng như nhau và có cái phần trăm chiến thắng như nhau. Vì bọn mình cũng rất là tự tin vào cái khả năng của chính mình. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.